Tại Trùng Hương Văn Anh Cà Mau xin kính chào bà con nha, để mình đi dạo một vòng cho bà con coi cái trang trại Trùng Hương của mình. Đây con này nó mới đẻ, đây bên đây một con này nó cũng mới đẻ được ba con, đẻ được khoảng mười mấy ngày, ở đây cũng còn đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bà con là những cái thuận lợi và những cái khó khăn khi mà chúng ta bắt đầu cái công việc nuôi Trùng Hương này, dành cho những người mới nuôi, những người mà mong muốn khởi nghiệp trong cái ngành chăn nuôi Trùng Hương này, để bà con có thể nắm bắt được những cái kinh nghiệm mình đã trải qua, những cái kỹ thuật nuôi như thế nào để cho đạt hiệu quả tốt nhất. Thì trang trại của mình hiện tại thì đến nay được thành lập khoảng 3 năm mấy, gần 4 năm. Hiện tại thì trang trại của mình cũng được vài chục con. Mình chăn nuôi cũng mục đích là cho vui thôi. Kinh tế, phát triển kinh tế thì cũng tương đối cũng ổn. Mình cũng bán được khá là nhiều cặp rồi. Những cái Trùng Hương baby đẻ ra và một số con Trùng Hương lớn thì mình vẫn bán được, bán giống hoặc là bán thịt, nó có hai hướng dành cho những bà con nào mới bắt đầu tham gia vào cái ngành này, thì bà con có thể học hỏi được số kinh nghiệm từ mình. Thì trước đây thì mình cũng lên trên mạng mình tìm hiểu những cái kỹ thuật nuôi của những anh em đi trước, thì mình từ từ mình đúc kết kinh nghiệm cho riêng mình. Mỗi một người đều có một kỹ thuật nuôi khác nhau, thì chúng ta có thể học hỏi được cái gì hay đó thì chúng ta đưa vào cho cái trang trại của mình, làm sao để cho nó phát triển tốt nhất, cho nó bài bản nhất và nó đem lại cái hiệu quả kinh tế tốt nhất, hiệu quả kinh tế cao nhất. Thì đây là một cái mô hình mới ở Việt Nam mình, mới phát triển khoảng vài năm trở lại đây thôi, thì nó có thể là đem lại một cái hiệu quả kinh tế khá là tốt, cho nên bây giờ là cũng có rất là nhiều người đầu tư nuôi cái mô hình này. Và thì chúng ta có thể là cân nhắc cái số tiền của mình ban đầu, nhưng cái mô hình này có thể dành cho những cái người có vốn ít. Chúng ta đầu tư ban đầu, chúng ta mua một cặp, hai cặp, ba cặp, chúng ta nuôi thử nghiệm ban đầu thôi. Khi mà chúng ta thấy ổn, nó phát triển tốt quá, thì chúng ta có thể là nhân đàn lên, chúng ta có thể mua nhiều lên. Và đồng thời chúng ta nhân đàn lên bằng cách là chúng ta, những cái con tròn mà nó đẻ ra chúng ta giữ lại, chúng ta không bán. Chúng ta giữ lại, chúng ta tiếp tục, chúng ta tăng đàn. Thì cái tốc độ phát triển nó sẽ nhanh hơn. Đó là giờ cái giá Trùng Hương thì lúc nào nó cũng tăng hết. Những năm nay nó liên tục tăng. Cho nên bà con nuôi thì cứ yên tâm vào cái chuyện mà đầu ra, lúc nào cũng có giá, kể cả Trùng Hương giống và Trùng Hương thịt. Còn một số cái khó khăn khi chúng ta mới bắt đầu cái mô hình này thì có thể là cái giá ban đầu để mà đầu tư nó hơi cao. Giá con giống nè, rồi đóng chuồng, đóng trại nè, đóng lồng nè. Rồi những cái bà con mà mới bắt đầu á, chúng ta chưa có cái biết nhiều cái kỹ thuật nuôi, thì chúng ta về đem con tròn về chúng ta chưa có biết xử lý như thế nào để cho nó khỏe mạnh. Và khi chúng ta không biết cho ăn như thế nào cho nó hợp lý, khẩu phần ăn bao nhiêu là tốt, bao nhiêu là vừa, bao nhiêu là nhiều đó, thì nhưng khi chúng ta cho ăn nhiều quá thì nó mập lên, thì chúng ta khó có phối giống. Đặc biệt là cái trại của mình đó, là ngày xưa đó là mình lúc đầu mình không biết á, mình cho nó ăn rất là nhiều chuối, rồi giờ mình cho nó ăn xả láng luôn đó. Là con Trồng Địch thì nó mập, con Trồng Cái cũng mập, con Trồng Địch thì nó chậm biết nhảy, con Trồng Cái thì nó chậm lên giống. Thì sau đó mình mới biết rồi, nó như vậy đó, mình rút ra kinh nghiệm thì mình không có để cho nó mập nữa đó. Thì sau này những con trộn ốm ốm gì đó, mà nó đẻ rất là tốt, Trồng Địch thì nhảy rất là tốt đó. Thì bà con có thể là rút ra cái kinh nghiệm từ mình ở những cái vấn đề này, là đừng có để cho con trộn nó mập. Thứ
ta đừng có ham con trộm nó nặng ký làm gì hết, nó không tốt, không hề tốt nào. Con trộm ốm ốm gì đó nhưng mà hiệu quả nó đem lại rất là cao. Rồi ok nha, chia sẻ với bà con một vài kinh nghiệm nhỏ nhỏ chút xíu nha.